đang cần đó chính là dòng sản phẩm dầu gội của bạc của nhà Laco. Có thể một số ông bà, các bác, cô chú, anh chị ở đây đang thắc mắc là dòng sản phẩm dầu gội của bạc Laco là gì, tính năng và công dụng của nó như thế nào, có khác gì so với các dòng sản phẩm dầu gội khác hay không, đúng không ạ? Sự khác biệt của dòng sản phẩm dầu gội của bạc Laco so với các dòng sản phẩm dầu gội bình thường khác đó chính là nó có thể thay đổi được màu tóc cho các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị nào mà có tóc bạc hoặc là muốn thay đổi màu tóc từ màu tóc nhuộm sang màu đen nguyên thủy, và nó hoàn toàn có thể thay thế được các loại thuốc nhuộm hóa chất rất là độc hại gây tổn thương tóc và da đầu, và nó để lại cho chúng ta một cái mùi amoniac rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm dầu gội của bạc Laco nó hoàn toàn khắc phục được các nhược điểm của thuốc nhuộm. Sản phẩm dầu gội của bạc Laco hoàn toàn được chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên như là máu hanna này, nấm linh chi này, quả an la này, nên trong quá trình gội không gây sót, không phai, không hại da đầu, không mùi khó chịu. Sản phẩm có mùi hương thơm cỏ lá tự nhiên rất là dễ chịu và dùng rất là tiết kiệm thời gian, lên màu nhanh chóng chỉ trong vòng 9 phút. Sử dụng dầu gội của bạc Laco rất gọn gàng và tiện lợi, trước khi dùng chúng ta không cần phải lịch kịch pha trộn, bởi vậy chúng ta có thể mang đi công tác xa vẫn có thể nhanh chóng sử dụng được. Và tiện lợi hơn nữa là nó sẽ có cái đầu lược, khi bóp dầu gội sẽ được bơm ra đầu lược và chúng ta có thể tự chải, tự gội tại nhà được luôn. Sản phẩm rất an toàn và lành tính với mái tóc của người già, mẹ bầu sau khi sinh muốn sử dụng củ bạc để cho tóc chắc khỏe hơn thì vẫn có thể sử dụng được nha cả nhà. Lưu ý sản phẩm này nó là dầu gội nên là nó sẽ có công dụng là làm sạch tóc và da đầu, nên là nó sẽ không bị lem màu da bề mặt da, nên là rất là sạch nha cả nhà. Và do cấu tạo của móng tay và tóc giống nhau nên khi sử dụng chúng ta cần phải đeo găng tay để tránh bị đen móng nha cả nhà. Và ai có nhu cầu sử dụng và trải nghiệm sản phẩm cũng như là để ủng hộ Quốc thì hãy inbox trực tiếp Facebook của Quốc nha.